Siêu trẻ là con nào? Con này cũng được thì lắm. Đúng kể. Con này mới bắt vào cái nhà lúc này mới treo cho đầu cổng ấy. Chưa kể bà giấy rồi không? Chưa kể bà giấy. Một cái nhà. Về nhà sẽ được đẹp đấy rồi. Chơi đùa đâu thì học chủ đúng không? Nó phải lộn đi đấy. Thật chết rồi, đi con mẹ mày. Biết rồi, ôi giời, đi cho ba triệu của tao đấy. Đúng xì à con. Mua 1,1 triệu, 1 triệu cái lồng. Con xì. Con đấy đấy à? Con xì. Chết rồi. Cái gì này, sao nó đổi có một phần gì đổi. Quỷ sứ à? Ra thêm nít nữa. Nhà luôn nó chuẩn rồi. Nó già chim rồi. Ôi giời ơi, thạch xanh ơi. Con đến gần nó đang bày. Cái hôm mang xuống đường túi, còn ngồi ghế, còn đứng lên một cái là nó chạy luôn. Con gà nó cung vào. Con ấy là mày chụp cho nó xì lại nha. Đi châu à, tôi đi cho mình đánh dưới rồi. Chế là Hải đi. Chế là Hải đi á. Hải sợ gì vậy? Nhà chơi hai con là vừa tầm, không biết chơi nhiều là cái gì.